Hưởng ứng tích cực các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Hà Nội SHB đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt và hiệu quả đối với khách hàng doanh nghiệp cá nhân, góp phần chung tay cùng cả nước chống dịch, tiếp sức khách hàng vượt qua khó khăn. Bên cạnh gói tín dụng 25.000 tỷ đồng, SHB đã và đang triển khai đồng bộ và hiệu quả trên toàn quốc nhằm chia sẻ khó khăn, chung tay cùng cả nước nói chung và Đà Nẵng, Quảng Nam nói riêng để lùi dịch bệnh. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, SHB triển khai chương trình tiếp sức khách hàng tại Đà Nẵng, Quảng Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với gói tín dụng 2.500 tỷ đồng. Chương trình tiếp sức bao gồm nhiều ưu đãi về lãi suất cho vay, phí dịch vụ ngân hàng, đặc biệt giảm lãi suất cho vay tối thiểu 2% một năm so với lãi suất thông thường cho cả khách hàng hiện hữu và mới gặp khó khăn bởi dịch. Ngoài các gói lãi suất ưu đãi, SHB vẫn tiếp tục triển khai các phương án cơ cấu nợ, giãn nợ và giữ nguyên nhóm nợ, cũng như các phương án miễn giảm lãi, phí đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch, theo đúng tinh thần của thông tư 01/2020/TT-NHNN để hỗ trợ khách hàng tổng thể nhất. SHB sẽ miễn phần lớn các phí giao dịch khách hàng, bám sát đúng tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, miễn giảm phí trả nợ trước hạn, miễn giảm các phí chuyển tiền liên ngân hàng và hàng loạt các phí giao dịch khác.